Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu một clip tổng hợp có những dòng xe tay ga và tay côn. Anh chị và các bạn nào mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Trang sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn. Mời Trang. Hi, xin chào tất cả mọi người ha, là Trang đây. Thì đợt này những cái dòng như tay ga hay là những cái dòng như nói chung rất là nhiều dòng xe đợt này giảm giá cực kỳ là mạnh luôn. Thì trong clip hôm nay Trang sẽ giới thiệu chi tiết từng dòng xe cho mọi người đó nè. Đặc biệt là dòng xe Vario 125 2023 mới mẫu ra. Mẫu mới ra này cực kỳ là hot hàng luôn. Đối với một chiếc đen nhám này á, thì một phiên bản khóa chia ha, hiện tại đang có giá là 43 triệu đồng. Bao VAT cho mọi người đó nè. Giảm giá cực kỳ là sốc luôn. Một sự lựa chọn rất hợp lý luôn nha. Có cái sạc đằng trước luôn nha mọi người ha. Đây là một chiếc màu trắng nhám của phiên bản 2023 khóa thông minh. Thì 2023 thì có hai loại là khóa thường và khóa thông minh. Thì như chiếc này khóa thông minh cũng đang có giá là 48 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn ha. Một màu đỏ candy được bên Trang sơn lại đây mọi người. Chiếc này được bên Trang sơn lại từ một chiếc khóa thường này mọi người ha. Thì hiện tại chiếc này bên Trang cũng đang bán với giá là 44 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn ha. Bao VAT này, màu sơ cho mọi người luôn ha. Ở đây thì đối với những cái dòng xe này mọi người chỉ cần chạy cho Trang từ 5 triệu là được ha. Màu jean thì có màu trắng này, màu xanh này, màu đen rất là nhiều màu. Còn đối với phiên bản khóa thường thì có màu đen với màu đỏ là hai màu jean chủ đạo ha. Thì cũng có giá là 43 triệu đồng bao VAT luôn. À, màu trắng ánh tím cũng rất là đẹp luôn ha. Cũng chỉ có giá là 48 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn ha. Từ màu cam đen cũng 48 triệu đồng. Một màu trắng được bên Trang sơn lại từ một chiếc khóa thông minh cũng 48 triệu đồng luôn. Chạy cho Trang từ 5 triệu là mọi người có thể nhận xe được đấy ha. Ok. Rồi, tiếp tục là dòng Rider size kia đi em. Đây qua đến một dòng Rider này. Thì hiện tại Rider bên cửa hàng Trang cũng đang bán với giá là 48 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn ha. Chạy cho Trang từ 5 triệu là có thể nhận xe được rồi ha. Đây, size kia này mọi người, một chiếc màu đen, đen jean của nó này. Đen jean bấm đỏ cũng rất là hot hàng luôn. Hiện tại chiếc này bên cửa hàng Trang cũng đang bán với giá là 53 triệu đồng ha. Một chiếc size kia nhập cho mọi người luôn ha. Đây, một chiếc size kia được bên Trang đổ lên một màu xanh cực kỳ là đẹp, xanh mấm đỏ này mọi người. Thì hiện tại chiếc này bên cửa hàng Trang cũng đang bán với giá là 54 triệu đồng bao VAT màu sơn. Mọi người mà muốn kích chống rủ này kia thì giảm giá cho mọi người 50% luôn ha. Đó, đây một chiếc size kia màu tím nhám rất là đẹp luôn, cũng bánh mâm màu đỏ cho mọi người luôn ha. Thì hiện tại chiếc này bên cửa hàng Trang đang bán với giá là 48 triệu đồng nha mọi người, bao VAT cho mọi người luôn ha. Một chiếc size kia Việt ha. Đây, một màu đỏ đen cũng rất là đẹp luôn, cũng chỉ có giá là 53 triệu đồng bao VAT. Màu xanh đen mâm đỏ rất là đẹp, rất là nhiều màu. Chạy cho Trang từ 5 triệu là nhận xe được rồi ha. Đây, qua đến một dòng Sonic thì đợt này hết hàng bỏ mẫu rồi á mọi người, cho nên giá nó cũng hơi bình thường, hơi cao, nhưng mà đối với cửa hàng Trang thì nó vẫn bình ổn với giá cho mọi người luôn á. Thì như một chiếc màu đỏ đây hiện tại cũng chỉ có giá là 60 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn. Mọi người muốn đồ thêm phụ kiện này kia thì bên Trang đã giảm giá 50% cho mọi người rồi, cho nên mọi người cứ an tâm ha. Một chiếc Sonic trắng đỏ mâm đen này mọi người cũng chỉ có giá là 60 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn. Một chiếc màu xanh đen được bên Trang đổ lên 3D mâm đỏ cho mọi người luôn, cũng chỉ có giá là 60 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn ha. Qua đến Sonic trắng đỏ mâm đỏ này thì mẫu này có hot hơn một xíu, 61 triệu cho anh em luôn ha. Rồi, Vision đây. Đây qua đây là một chiếc Vision. Đây là một chiếc Vision đời thể thao của 2023 nha mọi người ha. Thì chiếc này hiện tại bên cửa hàng Trang đang bán với giá là 38 triệu đồng bao VAT cho mọi người luôn ha. Thì nhiều cửa hàng thì nó sơn lại, đặc biệt cho mọi người biết nhận dạng thì đây là một cái phụ cái đằng trước bình dầu này nó màu đỏ, đó là phiên bản thể thao ha. Đây bên Trang cũng có đồ lên một vài em giống tương tự như phiên bản thể thao, nhưng chiếc này được bên Trang đồ lên từ Vision 2022 nha mọi người. Một chiếc này một chiếc cao cấp ha. Thì hiện tại chiếc này bên cửa hàng Trang cũng đang bán với giá là 31 triệu bao VAT cho mọi người luôn. Màu xanh này, xanh này đồ lên phụ kiện thì cứ giảm giá cho mọi người 50%. Ghé cửa hàng liên hệ với Trang giảm giá 2 triệu cho mọi người luôn ha. Rất là nhiều dòng xe. Đây. Rồi, về đi em. Vario này, Vario mẫu 2022 nè. Đây là một chiếc Vario 2022 có dừng 3 giây nha mọi người, mấm vàng cho mọi người luôn. Hiện tại chiếc này bên cửa hàng Trang đang bán với giá là 46 triệu bao VAT cho mọi người luôn ha. Một chiếc không dừng thì chỉ có giá là 44 triệu đồng. 44 triệu đồng thôi, màu trắng bóng cho mọi người luôn, cực kỳ hot hàng. Rồi, AB. Qua đến AB, đây là một chiếc AB 125 được bên Trang một chiếc AB màu xám cam được bên Trang đổ lên từ một chiếc 125 ha, chỉ có giá là 39 triệu đồng thôi bao VAT cho mọi người luôn.
chạy trước một chiều nhận xe ha, màu xanh cũng rất là đẹp. Qua đến dòng Phú Chợ thì Phú Chợ đợt này hiện tại bên Trang có đồ lên hai màu yêu thích cho mọi người luôn ha. Đối với Phú Chợ bánh mâm thì chỉ có giá là 34 triệu đồng, ba màu sơn VAT cho mọi người luôn. Còn đối với chiếc bánh căm này thì chỉ có giá là 31 triệu đồng. Chạy trước cho Trang từ 3 chiều là có thể nhận xe được đấy ha. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ ha. Cảm ơn chị và các bạn đã xem clip ha. Mọi người xem thì nhớ like cho Sĩ để ủng hộ ha. Xin chào ạ.